Xin chào quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu tới quý vị và các bạn về bộ mô hình giải phẫu hệ tiêu hóa hoàn chỉnh của con người. Và bộ mô hình như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì với chiều cao là vào khoảng 90cm và chiều ngang của mô hình vào khoảng 30cm. Và chất liệu của mô hình đó là nhựa PVC cao cấp. Và mô hình như quý vị và các bạn đã nhìn thấy ở đây thì với cái hình dạng cũng như là cái màu sắc tương đối là giống với thực tế, và điều này tạo cho chúng ta một cái ấn tượng rất là tốt khi mà sử dụng mô hình này. Và chúng ta hãy cùng đi và tìm hiểu xem cái mô hình của chúng ta nó có những cái đặc điểm cũng như là những cái tính năng như thế nào. Thì đầu tiên, ở phần đầu của mô hình chúng ta thấy được rằng đó là phần khoang miệng cùng với các xoang của vùng mũi và những cái xoang vùng bên trên. Khoang miệng chúng ta thấy được rằng đó là phần khẩu cái cứng, khẩu cái mềm cùng với hạnh nhân khẩu cái, phần lưỡi, xương hàm dưới và rất nhiều những chi tiết giải phẫu khác. Những cái chi tiết giải phẫu này đều được đánh số để chúng ta thuận tiện trong quá trình sử dụng và trong quá trình giảng dạy. Và ở phần dưới này, vùng hầu họng cho thấy được ngay đó là phần thanh môn cùng với phần thực quản, phần khí quản. Và phần thực quản đi xuống dưới cho thấy được ngay là nối với dạ dày thông qua tâm vị. Và ở phần dưới của dạ dày chúng ta thấy được đó là bờ cong lớn, bờ cong nhỏ của dạ dày cùng với các nếp gấp dạ dày rất là chính xác và rất là giống so với thực tế. Và phần tiếp theo của dạ dày chúng ta thấy được đó là phần môn vị nối với phần tá tràng. Và đặc biệt ở phần tá tràng này chúng ta có hai lớp cơ của tá tràng, đó là cơ dọc và cơ vòng, rất giống so với thực tế và rất là chính xác. Và ở phần ngang của dạ dày chúng ta thấy được ngay đó là phần gan. Và phần gan nó chia làm hai thủy, trái và phải, cùng với những cái phần ở bên dưới cùng với các ấn của vùng gan và phần túi mật cùng hệ thống dẫn mật và động tĩnh mạch nuôi cung cấp máu cho gan cùng với tĩnh mạch cửa gan. Và những cái vị trí của các cái phần nội tạng ở trong hệ tiêu hóa của chúng ta được thiết kế và được đặt rất là giống và rất là trực quan so với thực tế. Và tiếp theo chúng ta đi vào phần dưới này thì chúng ta thấy được ngay đó là phần tụy, phần đầu tụy, phần đuôi tụy. Đuôi tụy được nối với lách và phần đầu tụy chúng ta thấy được các cái hệ thống ống dẫn tụy hòa nhập với phần ống dẫn mật và đổ vào trong tá tràng. Đây là một chi tiết rất là đặc biệt của mô hình, điều này chứng tỏ rằng mô hình của chúng ta được làm rất là tỉ mỉ và chính xác. Và ở phần dưới này chúng ta thấy được ngay rằng đó là mô hình có thể tách rời ra một phần của đại tràng ngang. Và sau khi mà chúng ta tách rời ra được phần đại tràng ngang này, chúng ta thấy được ở phần bên trong mà cái phần mà đại tràng ngang che lấp đi. Và ở phần dưới chúng ta thấy được ngay đó là phần ruột non. Ruột non chúng ta có hai phần, đó là hõm tràng và hồi tràng, cũng đã được đánh số để chúng ta thuận tiện trong quá trình học tập. Và phần hồi tràng này nối với phần manh tràng và phần manh tràng có phần ruột thừa. Chúng ta nhìn được ngay ở phần này đó là vị trí đi vào, vị trí giao hoa giữa hồi tràng và manh tràng và vị trí của ruột non ở đây. Và đi lên chúng ta thấy được ngay đó là đại tràng lên, đại tràng ngang có thể tháo rời và đại tràng xuống và đại tràng sigma cùng với trực tràng và phần hậu môn, đặc biệt nữa là phần cơ thắt hậu môn ở hai bên. Và những cái chi tiết giải phẫu liên quan đến hệ tiêu hóa này đều đã được đánh số thứ tự để cho quý vị và các bạn có thể thuận tiện trong quá trình học tập và giảng dạy bộ môn giải phẫu, cho các bạn sinh viên, các bạn học viên chuyên ngành y khoa có thể dễ dàng nắm bắt được kiến thức. Và ngoài ra thì mô hình của chúng ta còn có một điểm đặc biệt ở phía bên trên, đó là vị trí để chúng ta có thể bắt ốc vào để treo cái phần mô hình này lên trên tường trong các phòng khám cũng như là các khoa phòng liên quan đến chuyên khoa tiêu hóa. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu về bộ mô hình giải phẫu hệ tiêu hóa này của chúng tôi hoặc là những cái bộ mô hình giải phẫu khác thì quý vị và các bạn có thể truy cập ngay vào trong web hoặc là gọi điện ngay vào số hotline của chúng tôi ở ngay trên màn hình của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.